Chào các bạn. Nếu như bạn giống mình, các bạn mua MacBook và các bạn cảm thấy rằng MacBook thì cũng có nhiều thứ hay đấy, nhỏ gọn, tiện lợi, nhưng mà đôi khi các bạn muốn chơi một chút game thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chơi game trên MacBook. Ở trên intro nào. Có súng đây nè. Tựa game hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn chơi chính là League of Legends. Thì với Liên minh Huyền thoại Việt Nam ấy, thì các bạn sẽ không chơi trên Mac, bởi vì Liên minh Huyền thoại được Ganna nó cầm đầu và Ganna hiện giờ chưa hỗ trợ cho Mac, thành ra các bạn sẽ không thể nào chơi Liên minh Huyền thoại trên Mac nếu các bạn không chuyển sang Windows. Thậm chí mình đã thử mod, thậm chí mình đã thử bootcam chiếc MacBook của mình sang Windows thì mỗi khi mình chơi FPS của nó không được ổn định cho lắm, bởi vì cái con cạc AMD bên trong con MacBook này phải nói là nó không được khỏe. Khi bạn chơi những cái tựa game mà nó không được hỗ trợ cạc ấy thì cái FPS của nó dao động trung bình dưới khoảng độ từ 40-70 FPS thì cũng đúng thôi. Cạc không được hỗ trợ, màn hình thì phải gánh một cái màn hình 2K và các bạn đang mốt sang một cái phần mềm khác, CPU của máy các bạn sẽ nóng hơn, tản nhiệt sẽ phải làm việc nhiều hơn. Thì là máy lag là đúng rồi. Và mình đã không chịu được việc chơi Liên minh Huyền thoại trên macOS này bởi vì đơn giản nó quá lag. Chính vì vậy mình đã quyết định rằng sẽ tải server EU về để mà chơi trên chiếc MacBook của mình. Sau khi mình vào trang chủ League of Legends thì mình nhận ra một điều rằng tạo nick cực kỳ là dễ, chỉ với 3 bước thôi các bạn đã tạo xong một cái mật khẩu và tài khoản cho mình rồi. Nhanh vãi cả đái nhá. Và sau đó các bạn tải về, việc tải về cũng khá là nhanh. Mạng của mình sẽ dao động khoảng độ là từ 65 đến 70 MB trên giây. Và sau khi mình tải về cũng sẽ chỉ mất khoảng độ 10 phút cài đặt là mình đã có thể vào được game một cách dễ dàng. Đó là một trải nghiệm rất là hay. Khi mà các bạn vào game thì các bạn thấy đây, launcher của game thì rất là đẹp, khi mà các thứ của Ganna thì wow. Và sau khi các bạn vào game thì các bạn sẽ thấy tất cả mọi thứ rất là quen thuộc, nó vẫn giống y hệt như những gì mà chúng ta chơi ở Liên minh Huyền thoại Việt Nam thôi. Có một điểm mình khá là hay đó chính là khi mà mình thử vào cái phần nạp thẻ thì nó sẽ hỗ trợ Mastercard qua Visa, mình có thể nạp thẻ ở một skin tùy thích, và nó là mình đã cảm thấy rất là vui khi mình có thể chơi Liên minh Huyền thoại trên MacBook của mình mà nó không phải mốt sang Windows, không phải làm cái gì cài đặt lằng nhằng cả. Tuy nhiên thì niềm vui đến không được lâu. Khi mình vào game thì mình đã để cái setting ở cao nhất, để thậm chí màn hình độ phân giải lên kiểu 3000 bao nhiêu x mấy nghìn bao nhiêu ấy, có thể nói là gần 4K rồi, thì FPS sẽ dao động trung bình khoảng độ từ 70 đến 120, và đó là một cái FPS mình có thể chơi được. Tuy nhiên thì như bạn thấy màn hình, tuy rằng FPS cao như vậy nhưng mà ping thì nó còn cao hơn cả FPS, khi mà ping của mình trung bình sẽ rơi khoảng độ từ 230 đến tầm 257. Đấy, một lượng ping quá đáng sợ, trong khi là mình đang sử dụng một cái mạng mình cắm dây đàng hoàng và cái mạng này cũng phải được 70 MB trên dây cơ mà, đâu đến nỗi đâu. Và đến lúc đó thì mình mới nhận ra rằng là Liên minh Huyền thoại không có kiểu cái máy chủ quá xịn sò ở cái khu vực quanh đây, như kiểu là nếu như các bạn chơi Overwatch thì Blizzard nó sẽ có máy chủ ở sinh thì các bạn sẽ chơi có FPS tốt hơn. Còn với cả Steam luôn, khi các bạn chơi CSGO hay Dota thì FPS sẽ luôn ổn định và đem đến các bạn trải nghiệm tốt nhất. Nhưng với Liên minh Huyền thoại thì không. Tuy rằng FPS thì đã được cao như vậy, thế nhưng mà ping thì phải nói rằng nó quá cao. Tuy nhiên mình vẫn có thể chơi một cách bình thường, mình vẫn chơi và không cảm thấy quá nhiều sự giật lag. Như kiểu mình đánh Lee Sin ấy, thì mình ấn nút Q thì cảm giác một giây sau cái sóng âm nó mới đến được với đối thủ ấy, vách là lìn sợ. Ngoài ra khi chơi các bạn sẽ gặp thêm một số vấn đề như kiểu bàn phím các bạn không có nút control, hay là các bạn bắt buộc phải giữ nút control này, và các bạn cộng kỹ năng cực kỳ khó, việc di chuyển hơi lag một tí cho dù rằng ping nó đang ở 237. Cảm giác trải nghiệm phải nói đúng thật là sợ các bạn. Wow. Và đó là toàn bộ những gì mình đã được trải nghiệm Liên minh Huyền thoại trên macOS. Thực ra mình đã thử trải nghiệm một vài tựa game khác như kiểu CSGO hay là Dota thì mình nhận ra rằng FPS hay lượng ping của những cái tựa game đó rất là ổn định. Nhưng với Liên minh Huyền thoại thì có vẻ như rằng là đây là một tựa game khá là khó đối với mình, khi mà FPS hay là ping mình khó thì có thể cân bằng lại. Nếu như bạn nào biết cách để mà giảm ping thì có thể cho biết phần comment phía dưới nhé. Nhưng hiện giờ như bạn có thể thấy thì nếu như bạn muốn chơi Liên minh Huyền thoại trên macOS ấy thì các bạn có hai lựa chọn. Một, chuyển sang bootcamp. Nhưng mà chuyển sang bootcamp về Windows thì nó sẽ khá là lag, FPS sẽ không được ổn định vì đơn giản là máy các bạn sẽ không được hỗ trợ. Còn nếu như bạn vẫn cố chơi trên server EU thì hay là những server khác thì mình mong là các bạn sẽ có cách nào giảm ping tốt hơn. Mình nhận ra một điểm cực kỳ khác khi mà mình chơi Liên minh Huyền thoại trên macOS ấy, đó chính là máy mình nóng rất bình thường này, quạt chạy rất bình thường luôn, nó không kiểu ù như chạy trên Windows và mọi thứ rất ổn định. Mình cảm thấy rất là thích điều đó, chỉ mỗi tội là ping hơi cao thôi. Dù mình đã cắm dây mạng vào. Vậy bạn nghĩ sao? Hãy cho biết phần comment phía dưới nhé. Và các bạn nghĩ rằng với macOS thì các bạn có thể chơi những cái tựa game nào? Người ta thường nói rằng MacBook không chơi được game, những cái máy văn phòng đừng có mơ tưởng đến game. Nhưng mà tại sao không? Với những cái tựa game nhẹ các bạn hoàn toàn thể giải trí cái bình thường. Bởi đơn giản rằng là tại sao mình không được chơi game đúng không? Kệ, mình cứ thích thôi. Và đó là toàn bộ trải nghiệm của mình khi chơi thử Liên minh Huyền thoại trên MacBook. Giờ xin chào lại các bạn video tiếp theo. Bye bye. Bạn nào có cho gì hay cũng cho mình biết để mình chơi thử nhé. Bởi vì lỡ mua cái MacBook mấy chục củ rồi phải về cho nó xứng đáng tí chứ.